Ngày hôm nay, những cái nhà thương ở bên Los Angeles đang bị nhiễm rất là nặng, rất là đông người vô trong đó. Họ đang lo tới tình trạng khủng hoảng ở bên chỗ này. Hiện tại ngay giờ, có rất là nhiều người trên nước Mỹ, họ không có để ý tới chuyện COVID-19. Họ dẫn đi thăm gia đình của họ trong cái mùa lễ Christmas này. Trong lúc này là nhiễm COVID-19 đang rất là nguy hiểm. Theo cô đó, cô nói cho biết tôi đây sẽ đi tới nhà của má của tôi. Tôi muốn về nhà thăm má để hang out, uh, gặp gia đình này kia trong mùa lễ. Bay trên máy bay, đây là một chuyện giống như mà ánh cờ bạc gì đó, một chết hai sống. Tại vì có một chiếc máy bay có người nhiễm bệnh ở trên đó. Đây là trên máy bay này thì đang bay trên đường tới LA thì phải bay ngược trở lại New Orleans cái người ở trên máy bay cần cấp cứu ngay lập tức lúc máy bay đang cắt cánh. Sau khi đó thì người đó đã bị chết. Một cái người đàn ông đứng đó đã nghe được cái người chết trên máy bay đó là cái người bị trúng coronavirus although cause of death has not yet been determined. Hiện tại bây giờ cái người mà chết trên máy bay này họ chưa có ghi ra rõ ràng người này chết vì lý do gì. The airline releasing a statement saying in part at the time of the diversion. Đây là theo của hãng United Airlines họ báo cho mình biết như thế nào họ đưa ra họ viết xuống đó. We were informed he had suffered a cardiac arrest. Trong lúc mà máy bay bay thì thì theo họ được biết là cái người hành khách đó là bị giống như khó thở. Và Sau khi những người mà đã bay máy bay ngược trở lời những người xuống, ứng hết rồi thì theo của hãng máy bay họ nói cho biết là một là họ cho mấy người đó đi tiếp tục hay là như thế nào đó, delay hay ra sao ra sao thì tùy ý. Hiện tại ngày hôm nay CDC họ gọi cho tất cả mọi người trên những chiếc máy bay này. But the risks, AAA some 85 will for và hiện tại như bây giờ AAA họ cũng báo luôn cho biết, họ theo tính toán là vào cái mùa Christmas năm nay là có 84.5 triệu người trên nước Mỹ sẽ đi travel. Christmas and New Year's. À, đây là đi về Christmas và New Year luôn. Cái kiểu như vậy nhìn thấy nó giống như ngày lễ của Thanksgiving mới vừa qua. Từ cái ngày lễ Thanksgiving tới bây giờ, thì theo nhà chức trách họ báo cho biết, từ đó tới giờ thì số người bị nhiễm COVID-19 nó tăng lên từ từ, tới ngay ngày hôm nay thì nó tăng rất là nhiều bên LA. À, là tại vì cái ngày lễ Thanksgiving mới vừa qua đó, người ta đi chơi này kia cho nên tới giờ bị như vậy before. Đây là cô bác sĩ Christina cô nói cho biết hiện tại bây giờ những nhà thương quá đầy đi rồi những người bác sĩ y tá quá mệt mỏi. California is the nation's epicenter. Hiện tại ngày hôm nay California là một trong những tiểu bang trên nước Mỹ nhiễm bệnh rất là nhiều, rất là nặng và chết cũng nhiều nữa. Roman Dillon is an emergency room doctor. Đây là ông Roman, cái người làm trong Emergency Doctor, ông báo cho biết. Is at 270 capacity. Nhà thương của ông hiện tại ngay bây giờ có 270% người đang nằm ở trong đó. Tính ra là nó hơn tới 170% lần đó. Người nằm từ ở trong những cái chỗ ICU cho tới những cái hallway. Hallway là cái chỗ mà thường là người ta đi tới đi lui vậy thôi. Ờ, cũng cho giường nằm luôn rồi dài ra phía ngoài chỗ ngồi đợi cái lobby thì cũng vậy có một đống người ngồi bên đó nữa cho nên ngay bây giờ là ngập tràn hết bệnh viện ở chỗ này nói ổng đi qua coi người này người này cũng bị rất là nguy hiểm người khác cũng bị rất là nguy hiểm người kia cũng bị rất là nguy hiểm toàn là nguy hiểm không mà đang ngồi một đống ở trong chỗ này It's like và ông nói làm việc như vậy thì giống như mình vừa làm vừa bị chối cái tay gì đó. Không có làm gì được hết trơn. Người nào cũng toàn là cần phải là nằm trong cấp cứu hết. Thì cấp cứu ở đâu, chỗ đâu mà cho nằm. Cho nên bây giờ họ nằm liệt địa hết. Ở trên đường rồi dọc ở ngay cái hallway đi vô này kia đó. Có thể nằm chỗ nào được thì nằm đại cái để đợi vô trong cấp cứu. Nằm những chỗ như vậy là theo của đài họ nói cho biết ngày hôm qua là nằm như vậy nó không có được cái máy trợ thở, không có được cái thuốc men này nọ để vô. Một con người mà xài cái máy trợ thở đó là phải cần chín loại thuốc khác nhau mới xài được cái máy trợ thở. Cộng luôn cái máy trợ thở là chính nha, là tám cái loại thuốc giống như thuốc mê, thuốc gây mê, thuốc làm cho mình dịu con người xuống, nó giống như relax cái muscle, rồi đừng có thai quá, rồi thuốc nó chỉnh cho cái máu của mình đừng tăng cao quá thuốc rồi nó cần thì nó tiêm vô cái thuốc đừng cho hạ máu quá, nó làm cho con người mình nó dịu xuống everything nghịch cao mình. Sau khi đó thì họ mới nhét cái ống vô trong miệng của mình. Rồi cái máy trợ thở nó mới đập đập thổi hơi vô trong đó cái kiểu nó là vậy. Thì nếu mà mình mà không có bị knock out, không có bị xỉu hoàn toàn đó, không có ngủ đi mà mình còn thức mà nhét vô cái ống thì làm sao mà người chịu cho nổi. Cho nên họ phải làm cho mình ngủ đi và mình phải ngủ liên tục như vậy đó thì cái máy chợ thở mới thức over nó mới cái mới, mới điều chỉnh cho mình Chớ lúc mình còn sống mình cứ ráng thở hà hà hoài thì máy chợ thở nó đâu có quất được cái kiểu là vậy cho nên một người mà nằm vô trong chỗ ICU thì có nguyên một đống thuốc treo xung quanh gì đó ống thuốc ống thuốc tùm lum ở trên đó mấy người đang nằm chỗ này đều cần cấp cứu là trong cái hallway đây thì họ không có được cái máy trợ thở không có gì cả nằm đây để đợi để vô trong on the hallway thì cũng có người cũng chết trong lúc đợi tại vì mệt mỏi quá chịu không nổi đó đó là những người nằm hallway thì nằm cái đó gán cắn răng chịu thôi chứ không có máy trợ thở không có giúp đỡ được hết trơn đó mà có giường là chỉ đa số hiện tại có một trường hợp mới có giường thôi đó là cái người mà nằm ở trong cái chỗ đó chết thì người khác mới nhảy vô ngồi đó chứ không không có phải là cái người đó được hết bệnh rồi đi ra rồi người khác vô đâu đa số là cái người nằm trong cấp cứu chết thì người kế tiếp vô trong nằm chỗ cấp cứu đợi liên nắp sạch sẽ đàng hoàng thay giường thay ga đâu ra đó rồi là đưa người kia vô chỗ đó kiểu là vậy đó nhưng mà liên tục giống như ở bên cali ở ngày hôm qua là ở trung tâm california giống như máy chạy của mà game gì đó Tại vì người này vô nằm nằm khoảng ở chừng một ngày chết rồi người khác nghĩ vô cứ thay đùng 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 khiên xác đem ra đem ra đem ra ngoài xe gì đó chứ không phải người đó mà hết bệnh đi về đâu bị còn là lật không đó ở bên Los Angeles họ báo cho biết khoảng chừng 15 phút đồng hồ là có một người chết vì con hiện tại ngày hôm nay ông me ông thị trưởng của bên Los Angeles ông đưa ra cái chuyện mà cảnh báo cho tất cả mọi người bên đây và ông nói mọi người đừng nên tập trung tụ tập lại với nhau cho dù một cái christmas hay một new year cũng vậy đừng tụ tập lại giống như mình tụ tập lại mình mở party này kia đó có thể biến trở thành nhiều cái chuyện nó không được tốt kế tiếp nữa cho nên đừng tụ tập lại. 900 hospitals have hit at least 90 in ICUs. Hơn 900 cái nhà thương ở trên nước Mỹ 90% đầy ở trong những chỗ ICU rồi. For weeks, from Colorado to Từ Colorado cho tới Louisiana gần cả tuần nay rồi những người bác sĩ y tá giống như họ chịu muốn hết nổi về chuyện này. Đây là bà Dr. À, Kathleen, bà nói cho biết hiện tại ngay bây giờ có nhiều cái nhà thương đã đầy, bà đang rất là lo ngại cho gia đình của bà, với tỷ như mà bị trúng con, việc này thi một cái, là không có chỗ chứa trong nhà thương. Những cái người làm trong nhà thương, bác sĩ, y tá, họ còn lo ngại thêm một chuyện nữa, đó là về cái chuyện mà bị tồi tệ nhất về cái con việc này thiên đây là mới có bắt đầu thôi chưa có tới nữa họ nói khoảng new year cho tới tháng 1 năm sau lúc đó mới là nhà thương không còn chỗ chứa nữa đó cho nên ngay bây giờ phải cẩn thận về chuyện này